cây kim quýt ở Ninh Thuận người ta khai thác bán bonsai chú ơi. Cây ngọc kỳ lân màu trắng đó anh ơi, anh Đông về phía đó là tự nhiên. À, cây gai sâm quýt chích vô nhất lắm. Rồi ở vùng quê em gọi là cây gai quýt. Rồi cây sam kim. Rồi về đây. Con biết rồi, cây này là cây ngọc kỳ lân. Có chú mấy nhà vườn ở Ninh Thuận bán nhiều. Cái này hay nè, cái này mình có lên cái chỗ cái TikTok mà bán ba cây trên mạng các bạn. À, có nói cái cây này là cây ngọc kỳ lân các bạn. Đó, thì rồi cây chăn chim qua màu trắng gì đó. Rồi em ở Khánh Hòa thì cây này gọi là cây gạt nai. Rồi trái ăn được cũng nữa chứ. Cây gan tu không, không phải đâu. Rồi đó là nhớ 20 năm trước dẫn bạn gái lên đây rồi đi chụp chăn trái. Cái chăn chim kêu bà quê, cây gai quýt. Bữa kêu chú là bonsai. Rồi, cái cây gì? Coi coi là các bạn nói là cây gì? Kim quýt nữa nè. Ôi, lắm nhiều các bạn, quýt chừng gì lắm hết. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang ở Xíu Trúc các bạn ơi. Cho các bạn xem lại clip của bữa hổm mình đang ở Xíu Trúc á. Thì các bạn thấy là mình có hỏi các bạn là cái cây gì đó. Cái cây giống như là cái cây kim quýt gai quýt vậy đó bạn. Thì hôm nay mình cũng ở Xíu Trúc nhưng mà mình không có xuống Xíu Trúc các bạn. Mình đang đi dọc đường Xíu Trúc mà. Đây. Thì dọc đường đi lên trên núi này, đi vòng bên Nhanh Bọc hết núi này luôn, đi qua núi Cậu đó bạn. Thì mình quay lại cho bạn xem á, là cái cây đầy nước, cái chảy gốc đất của trời đã luôn. Cái cây mà gì kim quýt, gai quýt gì gạt nai lùm la đó. Thì mình thích nhất là cái tên ngọc kỳ lân các bạn. Nhưng mà mình lên mạng thì mình thấy là anh em ở ngoài miền Trung người ta bán các bạn. Người ta khai thác về cái cây phôi ta bán là ta gọi là cây ngọc kỳ lân các bạn. Nó cùi lại còn hơn cái mấy cây ở Xíu Trúc này nữa nè. Rất là nhiều, lên quay lại cho bạn xem nè. Thì ở Xíu Trúc này mình thấy nhiều lắm bạn. Ngọc len lỗi trong trúc rất là nhiều luôn. Hai bữa nay là trái già rớt rồi. Rụng trái hết trơn các bạn nè. Lâu lâu cũng còn trái nè. Chứ mấy bữa trái nó kẹo hết trơn đó. Đây nè. Thấy không? Đó. Để chuẩn bị hình như nó chuẩn bị lú lú này là lú đọt thôi, lú bông mình cũng không đành đó bạn nha. Chắc có thể là lú đọt quá. Thì đặc biệt là cái cây này á, ở Xíu Trúc rất là nhiều các bạn đó. Mình hôm bữa hỏi mình cũng có lấy cái cây, một cây nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là lấy cây nhỏ nhỏ về mình làm bonsai chơi các bạn. Chứ còn ở đây là khu này là rừng bảo tồn các bạn ha, mình không nên lấy đâu đó. Thì chủ yếu á là mình quay lên cho bạn xem là một cái dòng cây là bonsai đẹp mà. Thì mình thấy trên mạng có bán các bạn, thì cái này anh em nào muốn trồng thì có thể mình mua thôi, lên mạng luôn không mình cũng chỉ bạn mình ship trên mạng về. Thì nay mai mình ship trên mạng về mình làm clip chia sẻ bạn xem ha. Nó chủ yếu hôm nay mình đi Xíu Trúc nữa đó là mình muốn nói lại cái dòng cây này, quay lại cái dòng cây này cho bạn xem. Đây trái nè bạn đó, đặc biệt thì mình thấy cây này chơi bonsai rất là hay luôn các bạn. Thì cây hôm bữa mình đem về mình trồng nó sống rồi, lên rồi bữa nào đem làm clip lại. À, có cây nó bám đá nè các bạn thấy nè. Đa số đây là nó bám đá các bạn. Dính trong cái đá này nè. Muốn lấy là phải cắt đá là mới lấy được. Đó, nhưng mà mình thì không lấy đâu bạn. Đó, với lại cái nữa đó là mình muốn quay clip này á. Lên một lần nữa đó cho bạn xem á. Để cái tên chính xác của nó. Thì mình nghĩ là mỗi nơi á có một cái cách gọi cái tên thôi, tại vì cái cây mình quay rất là chi tiết, rất là rõ nét rồi. Thành ra nếu mà thực sự mà anh em người ta nhìn cái video của mình, người ta biết được cái cây đó, nếu mà ở quê người ta có cây đó rồi có cái tên gọi đó thì người ta sẽ kêu cái, người ta nói sẽ đúng cái tên thôi, chứ mình nghĩ là không sai đâu. Nhưng á theo mình nghĩ á thì có rất nhiều cái tên khác nhau do là vùng miền các bạn ha. Mà cái gốc đó nè. Thấy nó dính trong đá nè, nguyên cái tảng đá liền nè. Đó, bạn thấy là đá nó liền khối dưới đây thì nằm trong kẹt này, có thể là
nếu mà khai thác là cắt nó ra là lấy bám đá đẹp lắm. Mà bên đây cây đó, để bước qua cho bạn xem. Thì mình nghĩ nó là vùng miền thôi đó, thì nếu mà vùng miền á thì các bạn biết rồi, đâu có nói cái tên nào sai tên nào đúng ha, tùy theo cái tên gọi của mỗi nơi thôi. Nè bạn thấy dính đá không, đây lũa luôn nữa bạn. Nhưng mình thấy cái cây này nó không có nhè đá nha bạn, mình thấy đa số là dính cái kẽ đá thế này nhưng không nhè các bạn đó. Cái này các bạn thấy là mình có thể mình cắt nguyên miếng này ra trồng bắp đá cũng hay ha. U quá đã luôn nè, toàn bộ là bắp đá không, còn thấy nguyên một cái tảng đá thế này đó, bám vô trong đó ha. Đó, đặc biệt là cằn cỗi già rất là đẹp luôn, lá những nhỏ, lá mọng nước các bạn, nghĩa là cây này dễ sống. Đó, suối chảy chút ít các bạn thấy đã không. Vậy thì mình thích nhất là cái tên là Ngọc Kỳ Lăng các bạn ha. Đó, cái cây Ngọc Kỳ Lăng, cây này lũa luôn nè bạn. Đây cho bạn xem cái cây này lũa đã đời không ha, cái gốc này hay nữa bạn. Bám qua cục đá này nè, ôi cha, bám vô đá này luôn mà, nằm dưới khe luôn nè, thấy không? Ôi, bám vô đá nè bạn, quá đã luôn rồi. Đó, bạn thấy không? Em xưa ra cho bạn xem, cho đã nè. Bám vô hốc luôn nè bạn, trời ơi, quá đã luôn ha bạn. Đây, à, thấy không? Hả? Cây này mà cắt cái cục đá này ha, lũa sẵn luôn mà đẹp lắm mà, thấy lũa đá không? Liền hết trơn kẹt đá này, gỗ rất là cứng nha bạn nè, gỗ lũa ghê không, lũa rin nè, y như là mấy cây của Nhật người ta làm đó bạn. Đọc đá không? Đây các bạn biết cây này cái gì không, cái này là cái gì quên tiêu rồi ta, chị đau lưng hay lắm các bạn, ngâm rượu đau lưng nước mỏi á, kêu vẫn gì các bạn nhớ cái tên gì không. Mình không bỏ, mình đi lên nghe dùng Tây Bắc mình cũng có mua về ngâm rượu, kêu vẫn gì quên tiêu nữa trời. Đây cho các bạn xem lại, hình như bên đây có một cây bám không, nằm đó dính vô kẻ đá rồi không. Cây này quá đã luôn mà, ui muốn nhè đá luôn nè. Cây này gì mà không chơi chơi cây nào hả, ha ha đã không đó, rễ nó ra tới đây nè bạn nè. Cái rễ này hình như mình thấy nó không có lên nha bạn, ví dụ những cái loại cây mà nó lên từ rễ đó thì nếu mà chốc ra gì là nó mọc lên nha bạn nè. Mà này thấy không mọc lên nè, hả còn nguyên rồi không. Đâu để kiếm còn cái nào nữa không, dài dài theo đường này nhiều lắm bạn, theo đường lên núi này nè. Thành ra là mình thích nhất cái cây này là cái tên nó là Ngọc Kỳ Lăng các bạn đó. Ui quá trời mát luôn bạn luôn. Đã không, Ngọc Kỳ Lăng các bạn ha. Vậy là để tới là mình làm cái về cái clip cái này là mình đặt cái tên nó là Ngọc Kỳ Lăng đây. Không phải đó, mình gọi nó là Ngọc Kỳ Lăng đây, không có đặt tên đâu, mình gọi tên đi cho nó hay ho ha. Cây này các bạn biết cái gì không, cây này là kêu một cái sầm đó bạn, sầm đá nè, trái rất là đẹp luôn, chùm đó bạn, tốt cũng hay nè. Cục đá này mình đi nãy giờ mình tầm mới có cục đá nào không, kiếm cục về chê mà dốt buộc không có. Còn nếu gì nói chút đây thì mênh mông các bạn, chút xuống chút mà đây đây nè. Ôi rồi bám đá dữ dằn dữ dội không nè bạn, dính trong kẹt đá luôn. Ôi lũa luôn bạn, ôi cứng ngắt quá đã luôn, hình như là nó già nó rụng gai chứ mà ơi. Đó đây cây đó nè, em kìa mới có cái nào đẹp đẹp quá cho bạn xem ha. Đó nó chạy có quá trời nào, bao mát luôn bạn,
Đó, đường đây chắc bên đường luôn, cần chi đi xa xa là có chỗ mình, chỗ mình cái bằng nghỉ mát các bạn nè, đang lùm đó, đó mình có đem theo đoạn ở dưới lên mình ngồi mình thưởng thức cái hương vị của núi rừng các bạn ha, rồi ăn uống thôi. Cái đồ dở ăn cũng ngon các bạn, đã lắm à, thấy không, nguyên một lùm quá trời luôn, nằm với cái nguyên cái tảng đá bàn nè bạn, thấy khủng không, đá bàn hết từ đây qua đây à, quay cho bạn xem nè, dài qua tới đây là đá bàn liền khối luôn các bạn. Vậy thì cái cục cái cây này có thể nó nằm theo cái kẻ đi xuống này hả, thấy không, có về đá nằm trên này, nó về đất nằm trên này, bám trên đây nè. Ó, mấy này là hay lắm các bạn. Đây nước chảy đá mòn à, thấy đã không? Đó. Đó. Đây một lùm nữa các bạn. Ồ. Ồ nè, đằng kia lùm nữa kìa. Đó. Nè, nằm trên cục đá bàn, các bạn thấy đá bàn nguyên khối xuống đây. Nằm trên nè. Tảng đá qua tới đây nè các bạn thấy không? Đó, nằm trong này nè, nguyên một tảng. Đó. Bạn biết nằm ở trong đây nè. Đã đời không? Nguyên lùm à. Đó. Khỏi cần uống thôi. Các bạn kêu cây gạt nai gì nữa nè, thì nó mọc cái dạng này đúng là gạt nai thì cũng đúng thôi. Ha. À. Cây gì gạt nai không? Đó. Còn mấy chỗ nước chảy đá mòn nè. Đó, ở đây có cái cây này cũng hay nữa bạn. Cái cây này mới nhìn qua thì nó giống như cây bằng lăng á, à, bình linh á. Thì không phải bình linh đúng không? Cái này như là cái gì đó, cái gì mình thấy anh em trên mạng cũng có bán á, kìa sầm đá quá trời luôn kìa. Nó cái cây đó là trái gì lắm mà à, đây có mấy gốc nè quá trời. Để mình bước qua cái suối này đi dài lên xíu nữa cho bạn xem, bên đây là nhiều lắm, nãy mình đi ngoài đường chạy xe ngoài đường mình thấy các bạn đó. Nước chảy đá mòn nhìn đã không đó. Đó, chào bạn xem nào. Cái này thì mình à, lấy cái ý tưởng này ra mình làm cái thác nước ở nhà là ok luôn đó bạn không? Đó này muốn làm cái này dễ lắm bạn. Lấy silicon đó, phủ lên. Phủ lên hết. Xong cái nó khô cái gỡ ra. Gỡ ra là thành cái khuôn à. Khuôn silicon đó bạn. Rồi xong cái mình về mình đổ xi măng là nó y chang vậy luôn. Không khác gì chứ. Là cái cách bên khuôn bằng silicon đó bạn. Để lửa qua đây cho. Bên đây, hồi nãy mình đi ngoài đường thấy nhiều lắm bạn. Đó. Thù nó mát. Ồ. Nè. Quá trời luôn kìa bạn thấy không? Ngọc kỳ lân. Nè. Nguyên lùm mà. Ôi. Quá đã luôn bạn ơi. Ui, để quay cái suối cho bạn xem coi. Đó. Suối chảy xuống nãy mình đi dưới đó đó bạn. Có xe người ta chạy lên đây đi chơi quá trời luôn nè. Đó mà thấy không? Đó, đi bọc lên đây. Đi vòng về núi Cậu bạn. Mùa này ta cho mình chạy xe lên rồi, mùa mà nắng khô hạn á không cho lên đó bạn. Mùa này mình chạy xe mình đi chơi vô tư. Nè, có bạn xem nè. Ôi trời ơi, rất đẹp bạn ơi. Dạ. Kìa, bạn thấy không, nguyên một cái bộ đế bên kia kìa. Ôi. Quá trời, nằm trên cục đá luôn bạn ơi. Để bước ở đây cho bạn xem nè. Ôi. Tùm lum tùm la. Bạn ơi, quá trời luôn. Kìa. Trời ơi. Đây quá dữ luôn bạn ơi. Ôi. Quá đã luôn bạn ơi. Trời nắng với các bạn thấy có đổ không? Ha. Nè. Nguyên cái bệ luôn cho các bạn xem nè. Cái này mà lật đứng qua đây đó bạn. Là nó bay về cái hướng này không. Đó. Ồ, nằm nguyên trên cục đá luôn rồi ha. Hả? Không có chê miếng nào hết trơn nè, bộ đế nè. Ha, lộn lộn lên. Quá trời quá đất luôn rồi. Hả? Ha. Quá trời luôn à. Ô.
ngọc kỳ lân nha các bạn. Đó, đây nè, bụi lùm lùm trong đây nè. Đó, nằm trên đá bàn đó các bạn. Quá trời luôn bụi này nè. Đây trái nè, có con gì ăn luôn nè các bạn. Đó, bữa hổm các bạn nói trái này ăn được, mình thấy nó cứng ngắc luôn, không thịt thà chứ. Thơm thơm bạn. Ồ, cái bụi này quá trời quá đất luôn. Một lùm ở trong đây. Quá trời luôn, gì vậy đó. Tùm lum tùm la chứ mà. À, cây này mình thấy nó có trái. Giống như cây bằng lăng. Giống như cây bình linh đó bạn. Hay là cái găng ta. Ồ. Găng bạn ơi. Găng tu hú á. Găng nhiều loại lắm. Nè, trái nè. Đúng, cái này cái găng nè. Nãy giờ mình quên hết đó. Ha. Găng á. Găng này không thấy gai ta. Có loại găng gai, có loại không có gai các bạn. Wow. Rồi. Có lẽ mình dừng cái video ở đây các bạn ơi ha. Hôm nay thì có dịp đi xíu chút ngắm cảnh với lại cái gì, thưởng thức cái hương vị núi rừng các bạn. Lâu lâu thì mình thường đi lên suối rồi mình chơi các bạn. Ăn uống đồ cái cho nó thư giãn các bạn ha. Đó, thì sẵn dịp quay lại cho bạn xem cái cây ngọc kỳ lân đi. Đó, ngọc kỳ lân. Ôi trời, cái gì mà có bông đẹp quá vậy ta. Ồ, cái gì bông đẹp quá trời luôn. Các bạn biết cái này gì không? Đó. Thì quay lại cho bạn xem cái cây ngọc kỳ lân mà hôm nọ mình đã làm nước cho bạn xem đó. Đó. Thì các bạn hỏi tên các bạn đó. Thì các bạn nói là tên rất là nhiều tên ha. Thì bây giờ là từ đây tới mình gọi cái cây là ngọc kỳ lân các bạn. Tên rất là hay ha. Ngọc kỳ lân là có nghĩa sao? Quên nữa ta. Ngọc có là viên ngọc thôi. Kỳ lân thì... kỳ lân thì một loài vật là nằm ở trong nhóm tứ linh các bạn ha. Hình như là cái này nó chỗ trái rồi. Chỗ qua ra chỗ đọt đó chưa biết nữa. Đó, giờ bữa mình lên thêm lần nó coi chỗ qua đọt quay lại cho bạn xem ha. Xem ha. Thì kỳ lân là cái gốc cái cây này nó phát triển cái dạng mà giống như là lá nó dạng như là kỳ lân hay sao đó các bạn, có thể nôm na là cái cây phát triển như là kỳ lân vậy đó. Thì ngọc kỳ lân có nghĩa là cái trái đó, cái viên ngọc của cô kỳ lân ngậm đó các bạn. Nó đại gì thôi, không biết có đúng không ha. Có gì các bạn có thể góp ý thêm cái vụ ngọc kỳ lân. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.